Sau đây là bài tập 5, tập 5. Đồ phẩm về mặt trận tin nhắn. Thì đầu tiên chúng ta cần bấm là link cái ứng kiện gọi là Google Bit 16887 với 16 tin nhắn và để bị đoạn linh kiện được mắc như sau. Các phím nhấn thì được nó là bộ C và output á, ngoài ra thì được cái nó là bộ D. Sau đây chúng ta sẽ tiến hành là viết chương trình để viết code để cho cái đoạn mặt này hoạt động. Thì đầu tiên chúng ta sẽ một bài thank you.